À, thầy xin chào tất cả các bạn các em nhé Chúng ta cùng tiếp tục đến với nội dung của câu số 36 mà Câu 36 này nếu mà bạn nào mà không biết xử lý số liệu thì nó sẽ khá là làng hoàng đấy Ngay cả như thầy, thầy có cảm giác là mình là người biết xử lý số liệu rồi Mà thầy còn thấy rằng có cái gì đó nó còn là hơi làng hoàng, nó hơi dài dài một chút Thì các bạn xem thầy chữa nhé Nếu mà có ý kiến nào, nếu mà các bạn thấy mà có một cái ý tưởng nào nó mới mẻ hơn, nó hay hơn, mà ngắn gọn hơn Thì các bạn bổ sung cho thầy nhé Ok, chúng ta bắt đầu này. Đề bài cho câu 36 thì phân hoàn toàn 21,19 gam hỗn hợp X gồm có hai chất béo mạch hở à, vào trong cái dung dịch à, cao H 28% vừa đủ. Cô cả dung dịch sau ứng thì thu được à, phần hơi nặng là 13,1 gam và phần chất rắn Z. À, đốt cháy phần Z này thì thu được K2CO3 76,315 gam hỗn hợp gồm cả CO2 và nước. Mặt khác, A X thì phản ứng tối đa với à, 0,384 mol brom trong CCl4. Giá trị của A bằng bao nhiêu? Bài tập này thì mình sẽ làm theo cái cách đó là thầy đồng đẳng hóa nhé Ở đây mình sẽ đồng đẳng hóa này, đồng đẳng hóa anh x Và ta sẽ có như sau à, Chất béo đây thì mình sẽ đưa nó về cái dạng là HCO HCO tất cả 3 lần, C35 Bài tập này nó sơ đồ hóa nó khá là dài nên do đó mình sẽ viết nó khiêm tốn một chút nhé Rồi Anh này người ta làm gì? Anh này người ta cho tác dụng với một lượng cao H đây Một lượng cao H là vừa đủ và người ta dùng là 28% thì ta sẽ thu được đây là cái phần là hỗn hợp đây đó là phần hơi phần hỗn hợp hơi hỗn hợp hơi thì gồm có ai thì gồm có anh glycerol C3H5 OH ở đây tất cả ba lần và ở đây sẽ có cái anh nước và tại sao lại có nước ở thầy em không hiểu rõ ràng chất béo chất béo mà tác dụng kiềm tại sao lại sinh ra nước ở đây em không hiểu cái đoạn này thì bạn phải hiểu rằng là người ta dùng là dùng dung dịch cao hết dung dịch KOH thì trong bản thân trong dung dịch KOH nó đã có nước sẵn rồi, em hiểu chưa? Thì đây cái lượng nước này chỉ là lượng cái 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 lượng nước mà có trong cao KOH hiểu không? Đấy, nó là như vậy đấy em. Và cái này có khối lượng là 13,1 gram nhé, 13,1 gram. Và đây mình sẽ thu được là cái phần uh, muối Z. Ở đây mình sẽ thu được là cái phần muối này, muối Z này. Muối Z này thì nó gồm có ai? Nó sẽ gồm có anh HCOK, HCOK, CH2 và thằng h này. À uh, nhưng người ta làm gì? Người ta lôi thằng muối này người ta đem đi đốt lấy thằng muối này người ta đem đi đốt trong oxy thì ta sẽ thu được ở đây là CO2 CO2 nước và K2CO3 K2CO3 Đầu bài gợi ý sẵn cho chúng ta là cái lượng CO2 và nước đây là bằng 76,315 gram đây tổng tất tần tật chỗ này vào là 3 và 76 chứ 76,315 gram đây các số liệu đây thì bắt đầu anh này anh x này đầu bàn cho nó bằng là 21,9 gam đây khối lượng là 21,9 em điền vào sơ đồ, sơ đồ nhé 21, uh, 21,19 gam thầy sẽ gọi uh, số mol của anh chất béo thì thầy gọi đây nó là x nhé x mol này anh này thì C2 thì gọi là y mol và hydro thì gọi là z anh này là x này thì dẫn tới anh 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 uh, này đây, nó sẽ là 3 x nhé 3 x 3 x đúng ạ và anh cao h đây cũng sẽ là 3x bởi vì một thằng xếp béo mà ăn được ba kiềm mà thì anh này x thì anh này 3x thôi sẽ hai đến ẩn y thì anh này cũng sẽ là ẩn y khi đôi ẩn z thì anh này cũng sẽ là ẩn z đem đốt cháy này thì toàn bộ kali đây đã chui hết được k hai co ba Thế vậy k hai co ba đây sẽ là một năm x co hai và nước đây thì co hai đây ta sẽ có đây ba x nhân một cộng với y anh này sẽ là ba x nhân một ba x nhân một cộng với y đó đây là toàn bộ carbon carbon trừ đi carbon ở vị trí này trừ đi một năm x đó thì đây bảo toàn carbon xong nhé này, anh này có phải một hidro không? 3x nhân 1 chia đôi thì sẽ là 15 x Ở đây sẽ là 2y chia 2 thì đây cộng với y. Đây là 2z chia 2 thì sẽ là z. Đó, đây đề 1 x này cộng y cộng z xong. Và bây giờ mình sẽ thiết kế 3 phương trình bạn nhé. Phương trình đầu tiên là à, liên quan số 21,19 Thì ta có anh này là 176 x x. Viết khiêm tốn thôi, viết nhỏ nhỏ thôi. 176 nhân x này cộng anh này là 14 x y. 14 nhân y cộng anh này là 2 nhân z 2 nhân z thì bằng 21,19 đây là phương trình thứ nhất à, phương trình thứ hai là phương trình liên quan đến đến để đến đến, đến, đến ai bây giờ à, liên quan đến cái chỗ CO2 nước đi gom nó lại nhé chỗ này sẽ là 3x mà trừ đi 1,5x thì nó sẽ còn 1,5x thôi 1,5x này cộng với gì đấy cộng với y rồi em nhân với 44 đây là khối lượng của CO2 cộng với khối lượng nước đây nước đây sẽ là 18 nhân với 1,5x 1,5x cộng y cộng z cộng y cộng z họ thì sẽ bằng là 76 76,315 đấy. đấy là phương trình liên quan đến CO2 cộng nước chỗ này nhé và phương trình cuối cùng đó là phương trình liên quan đến cái lượng KOH này đó cái thằng cao hát này rồi liên quan đến cả cái số 13,1 này bởi vì người ta cho 13,1 mình đã đụng đến nó đâu chẳng nghĩa người ta cho đề bài mà đo cho số liệu này chẳng nghĩa không cần dùng đến mà vẫn giải được thì hóa ra đề bài thừa dữ kiện đúng không nên do đó thì thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ thiết kế cái phương trình đó là Ờ... Uh, đó là cái như nào nhỉ toàn toàn khối lượng đi khối lượng của anh này, này, cộng với cái cao hát này thì bằng khối lượng phần này cộng với thằng này đúng không đấy, thì chúng ta dùng bảo toàn khối lượng nhé phương trình này phải khéo đấy bảo toàn khối lượng thì anh này có khối lượng là bằng 21,9 này 21,19 đó cộng với khối lượng của m dung dịch cao hát đấy, dung dịch đây thì bằng 3x để nhân 56 thì đây chỉ là m chất tan thôi M chất tan thôi muốn ra được m dung dịch thì phải nhân 100 và chia cho 28 bởi vì anh này là dùng 28 phần trăm mà Nhân 100 chia 8 ok vậy thằng này cộng dung dịch cao hát thì sẽ bằng cái phần hơi này, phần 10 phần hơi này là 13,1 cộng thêm cái phần muối Z này. Phần muối Z này thì nó sẽ là bao nhiêu? Muối. Muối thì bằng chất béo cộng với 76 lần số chất béo. Đây, bằng chất béo đây, chất béo đây sẽ là 21,19. Nhớ nhé, bạn nhớ cho thầy cái công thức mà muối thì bằng m của chất béo cộng với 76 lần số chất béo. Người ta dùng cao hát nhé, thì dùng chỉ số 76. Đó ạ, 21,19. 19 cộng với 76 lần trong một số béo tức là 76 nhân x và từ đó mình sẽ bấm máy tính ra và em sẽ ra được ấn x bằng y bằng z bằng x bằng y bằng z bằng à, x đây em sẽ ra được số nó bằng là 0,025 à, y đây sẽ ra được là con số là 1,205 và anh z đây sẽ là số âm âm đây là âm 0 và 04 à, sau khi có x y z rồi thì chúng ta để ý như sau ta có này ta sẽ có đây à, ta có như thế nào À, tự nhiên chúng ta thấy rằng ở cái thí nghiệm mà xà phòng hóa thì người ta sử dụng là 21,19 còn thí nghiệm tác dụng brom thì người ta sử dụng đây là a amon hai thí nghiệm này gấp nhau k lần như vậy hai thí nghiệm gấp nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tỷ lệ giữa các đại lượng trong một thí nghiệm sẽ là một số không và thay đổi đúng không? Thì đây mình có Mon x này, có mol brom thì ta sẽ có này mol x chia mol brom thôi. Mon của x này chia cho Mon của brom. À, đối với bài tập này thì người ta cho là anh a chia cho 0,384 a chia cho 0,384 đó à, và mod x đây anh x đây đúng không à, anh x đây đã thì mod của nó là x x bằng bao nhiêu x bằng 0,025 chia mod bờ đô bao nhiêu anh này là không anh này hydro là 0,04 đúng không thì bao sẽ là 0,4 0,04 thế thôi có mỗi một ẩn a mình rút ra thôi ẩn a mình rút ra và bạn sẽ rút ra ẩn a đây ẩn a đây nó sẽ là bằng con số là 0,24 à bằng 0,24 và đáp án mà mình cần khoanh ở câu 36 này, đó là đáp án là D nhé. Đáp án D không phải tự